thì ra là cha trốn ở đây. Kỳ này cha xong cha rồi. Rồi rồi, mày xong rồi. Cha lấy tiền con đúng không? Tiền của con để đâu mà đổ thừa cho mấy? Ê, cha không muốn lấy nha. Tiền con để đâu cha không biết đâu. Bây giờ cha khai thiệt đi. Cha khai thiệt rồi con còn khoan hồng cho. Khai gì mày? Tao không lấy tiền của mày nghe không? Vậy cha khai không? Không. Khai không? Không. Khai không? Mày nói nhiều quá, tao không có khai. Biết gì đâu khai. Được rồi, con đỡ mẹ về con mé nè. Cái gì mà con nhỏ này nó ngồi đó nó buồn vậy bay? Hả? Qua coi thử coi. Mày làm gì mày ngồi đó mày buồn dữ vậy chi? Cha lấy hết tiền của em rồi. Tiền mày để đâu mà cha lấy? Tiền em để trong tủ á, em bỏ không heo mà cha lấy hết trơn rồi. Chị nhỏ, để tao tôi tìm cách tôi lấy tiền lại cho đi theo tao. Rồi rồi, tới công chuyện này. Cha. Hả? Cha xong cha rồi. Hồi sáng không thấy cha đứng nói chuyện cái cô nào nè. Ấy ôi mà. Nói chuyện cô nào mày? Cái cô đó nước da trắng trắng cao cao phải không? Ủa rồi, rồi người đó nói với giọng con. Giờ cha muốn bịt miệng con không? Bằng cách nào? Hả? Dễ thôi. Mình đi, mình đi, mình. Được. Tao đưa chiếc này im nghe không? Hả? Nè. Cha yên tâm, con kín miệng lắm. Ủa hai đứa con xứng đáng là chứ tối ngày moi tiền cha nó miết.